Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điện viên Canada. Hôm nay thì Thủy xin gửi đến quý vị video về bảo quản trứng tươi để mà ăn dài hạn. Bảo quản trứng tươi thì Thủy dùng cái chất mà gọi là calcium hydroxide, có nghĩa là cái bột vôi, bột đá vôi. Và cái bột đá vôi đó nó được quậy đều ra trong nước. Mỗi một muỗng cà phê như thế này thì là khoảng 1 lít nước. Và quậy cho nó đều ra, xong rồi chúng ta bỏ trứng vào ngâm. Thì thời gian để mà sử dụng có thể kéo dài đến 1-2 năm. Ở những xứ ấm thì không cần bảo quản, nhưng mà ở đây Thủy ở xứ lạnh, đến mùa thu là gà bắt đầu đẻ trứng lơi dần, và đến mùa đông thì nó hầu như là không đẻ nữa, tại vì ngày rất là ngắn và rất là lạnh. Cho nên để có trứng tươi mà xài vào mùa đông thì mùa xuân cho tới mùa thu thì phải bảo quản trứng. Và cách bảo quản trứng rất là giản dị, nhưng mà cái trứng để bảo quản không được là trứng đã rửa sạch, tại vì khi con gà đẻ trứng ra nó sẽ tạo ra một cái chất để bao bọc ở ngoài cái trứng để giữ cho trứng không có bị vi khuẩn. Cho nên khi chúng ta rửa thì tế bào ở vỏ trứng nó sẽ bị nở ra, và vi khuẩn hay là những chất dơ bẩn khác có thể ngấm vào trong lòng trứng. Cho nên trứng phải là trứng mới, mặc dù cho nó dơ cũng không sao cả, chứ còn trứng rửa thì không được. Và những cái trứng mua ở ngoài thị trường là không có thể nào xài được. Nước để dùng tạo nên cái dung dịch bột vôi phải là nước cất, hoặc là nước mà không có chứa đựng chlorine hay là những cái hóa chất khác, tại vì những cái hóa chất ở trong nước nó sẽ có tác dụng với những cái chất hóa học ở trong bột vôi. Nhà Thủy thì xài nước giếng, và Thủy cũng không có xài water softener, cho nên nước giếng của Thủy là cái nước giếng mà không có chứa những cái hóa chất nào cả. Bây giờ thì Thủy xin trộn cái dung dịch xong rồi bỏ trứng vào ngâm, rất là dễ dàng quý vị ạ. Bột vôi này Thủy mua ở Amazon, một muỗng cà phê thì trộn lẫn với lại 1 lít nước. Thủy đã bỏ vào trong cái chậu này 5 muỗng cà phê, thì Thủy có thể đổ vào đây 5 lít nước. Cái dung dịch này nó sẽ trở thành dung dịch bảo hòa, cho nên dù cho quý vị bỏ vào 1 muỗng cà phê cho 1 lít nước hay là 1 muỗng cà phê cho 1 chén nước, nó không có thay đổi cái dung dịch gì cả. Đây là cái dung dịch của bột đá vôi và nước và Thủy sẽ quậy đều. Đây là trứng tươi của nhà Thủy. Thủy lượm mấy ngày nay rồi, bây giờ thì Thủy sẽ bỏ vào trong một cái thùng to và ngâm nước vôi. Mặc dù là trứng không được sạch, nhưng mà trứng hoàn toàn lấy từ cái ổ ra chứ không có rửa gì hết. Những cái trứng mà rửa là không có thể nào dùng được, là tại vì cái chất vôi nó sẽ đi vào trong cái trồng trứng đó quý vị. Và những cái trứng cũng không có được nứt nha quý vị. Những cái trứng nào nứt là mình cũng không nên ngâm nó nha quý vị. Khi mà bảo quản trứng như thế này thì quý vị có thể giữ được 1-2 năm mà cái trồng trứng nó vẫn tươi ngon như thường, mặc dù là nó không bằng những cái trứng tươi mới gà mới đẻ ra, nhưng mà nó vẫn tươi ngon. Sau khi mà Thủy ngâm như thế này được 6 tháng, vào khoảng mùa đông, vào tháng 12 hay là tháng Giêng, Thủy sẽ lấy những cái trứng này ra để mà nấu nướng cho quý vị xem nha.
Đợt này Thủy Ngâm là có thể là trên 100 trứng đó quý vị. Và gà vịt của Thủy nó tiếp tục đẻ mỗi ngày, cho nên Thủy có thể có rất là nhiều trứng bảo quản. Trường hợp mà không có trứng tươi ăn, Thủy ở ngoài quê cho nên mùa đông đường trơn trượt thì có thể không có thể đi vô thành phố được để mà mua trứng. Nhưng mà trứng của mình cho ăn ở những cái thức ăn mà mình biết thì trứng của mình nó bảo đảm an toàn hơn, không có hóa chất. Trứng này cũng là trứng hữu cơ. Nhà Thủy có trứng gà, trứng vịt, trứng gà sao, tất cả đều được bảo quản nếu mà ăn không hết, không kịp. Khi mà Thủy sử dụng một cái thùng to như thế này thì mỗi ngày Thủy có thể bỏ thêm trứng vào, không có sao cả, cho đến lúc nào mà cái thùng nó đầy. Còn nếu quý vị có những cái thùng nhỏ hoặc là những cái be keo thì để khoảng chừng một chục trứng hoặc là 18 trứng. Trứng của Thủy đã bỏ vào đây được gần nửa thùng thì Thủy sẽ bắt đầu đổ cái nước mà dung dịch mà Thủy vừa khuấy ra. Nếu cái nước dung dịch này còn dư, quý vị có thể để trong một cái lọ nào đó mà để dùng sau này nếu cần. Nước phải ngập lên mặt trứng và lấy nắp đậy lại rồi để vào những cái chỗ nào mát, như là ở trong một cái góc bếp hay là cái basement. Rồi quý vị có thể là để ngày tháng vào. Còn đây là pickling lye mà Thủy đã mua ở trên Amazon, 454 gram. Thì cái bọc này cũng xài được khá lâu đó quý vị. Đây là cái thùng trứng mà Thủy vừa ngâm cái dung dịch nước vôi. Cái thùng này Thủy sẽ lấy ra sử dụng vào mùa đông này, có nghĩa là khoảng 6 tới 7 tháng tới. Lúc đó thì Thủy sẽ làm một cái video để gửi lên cho quý vị. Cái thùng bự cho nên quý vị có thể bỏ thêm trứng vào, không có sao cả. Và khi mà bỏ thêm trứng vào thì quý vị nên quậy một mớ nước vôi mới với một lượng là một muỗng cà phê và một lít nước. Như thế thì trứng mới bỏ vào, quý vị đổ thêm vào cái dung dịch nước vôi mới cho ngập trứng. Tại vì cái dung dịch cũ sau khi xài rồi là không còn xài được nữa. Và khi lấy trứng ra để dùng, nếu quý vị biết rằng mình cần xài bao nhiêu trứng trong một tuần thì quý vị có thể lấy ra một hoặc 20 trứng, rửa sạch, để trong tủ lạnh mà xài trong tuần đó. Cái thùng này chưa có đầy cho nên Thủy có thể để cho đầy thêm thì khoảng gần 200 trứng nữa đó quý vị. Quý vị cứ kiếm một cái góc nào mát để nó nói vậy thôi, không có sao hết. Bảo quản như thế này thì quý vị luôn luôn có trứng tươi để mà xài. Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi, và nếu quý vị thích những cái video như thế này của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Kính chào quý vị.